Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Chúc mọi người một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, làm việc hăng say. Hôm nay trên tay em đang cầm để gửi tới mọi người bộ đôi sản phẩm, đó chính là cáp lên xuống tính liền motor của xe Kia K165, sản phẩm của Hàn Quốc. Em xin giới thiệu sơ qua để mọi người biết bộ sản phẩm nó sẽ gồm những gì. Đây là bộ sản phẩm gồm hai vế luôn, một vế R, một vế L, tức là một bên lái và một bên phụ. Trên cái trong một vế của nó thì sẽ bao gồm xương này, anh em bắt vào cánh cửa này. Đây là cái ốc để chúng ta bắt vào. Đấy, đây là cái dây cáp để mình điều chỉnh thì bắt vào để cho nó lên xuống kính. Còn đây là cái motor của nó, sản xuất của hãng Daedong. Anh em nhìn thấy chưa? Đây là motor điều khiển điện của nó. Đấy, đây là dạng bắt ốc, ba chân bắt của nó vào phía trong của cánh cửa. Đấy, đây giắc cắm điện. Giắc cắm điện của nó thì đã có sẵn, một đầu dương âm, một đầu dương chờ sẵn. Và cái vế bên này nó cũng thế, nó cũng sẽ bao gồm một xương niền dây cáp. Đây là motor, vì của nó là chỉnh điện nên nó sẽ liền motor luôn. Tất cả nó đâu sẵn rồi, anh em về chỉ việc bắt ốc vào, bắt ốc vào cánh cửa xe bên tabi đấy, và chúng ta lắp vào là xong, không phải đi bất cứ một cái gì cả. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu hỗ trợ về sản phẩm, liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.